Nhưng người ta quyết thì mình chịu thế này. Chờ xíu, trong này like này. Thì bây giờ nó cũng học trò mình, thì anh em thôi dáng nhau chứ. Em lại còn không làm IB đi nhá. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế nhất trên thị trường. Trên thị trường giao dịch Forex này không có chuyện á quân Forex thế giới, hay thầy dạy Forex, hay role trader, hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex, hay là trader triệu đô tự phong trên thị trường ra ngoài, mà chỉ là bắn tín hiệu, đọc lệnh, phân tích về xu hướng, đưa chiến lược hoặc dùng TradingView để vẽ vời bịp bợm rằng đó là thực chiến Forex. Xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những thằng lừa đảo mà thôi. Cả một chặng đường dài chính là những chuỗi giá trị mà bản thân chính các bạn cần phải nhìn nhận, cần phải yêu cầu. Bất kỳ một ai đang chia sẻ trên thị trường cũng giống như tôi, phải chứng minh, dẫn chứng bằng giao dịch live thực tế trên MT4 và nhìn thấy full lịch sử giao dịch ở trên thị trường. Đây là những chia sẻ để nhà đầu tư nhìn nhận, đây là những chia sẻ để nhà đầu tư thấy rõ về các giá trị của năng lực và kỹ năng giao dịch thực tế. Nhà đầu tư cần phải hiểu rằng giao dịch được thì phải chứng minh được, giao dịch không được sẽ không có dẫn chứng vào trong thị trường thực tế. Đây là điều hiển nhiên mà bất kỳ một ai hay một nhà đầu tư nào khi tham gia vào thị trường giao dịch Forex này cần phải hiểu rõ. Giữa kiến thức ở trên thực tế và những kiến thức ở trên sách vở cũng như đầy rẫy ở trên các trang mạng hoàn toàn khác xa nhau. Nếu vận dụng được thì bọn chúng đã dẫn chứng, nếu vận dụng được thì bọn chúng đã chứng minh vào trong thị trường thực tế, để cho chúng ta nhìn nhận, cho chúng ta đánh giá và cho chúng ta thấy rõ được những giá trị mà bản thân chúng đang đưa ra cho chúng ta trên thị trường. Tôi mong muốn rằng trên thị trường về đầu tư Forex, nhà đầu tư nên đi chậm lại để nhìn nhận, đi chậm lại để hiểu rõ và thấy rõ về các giá trị ở trên thị trường, chứ đừng lao vào với những bánh vẽ về lợi nhuận, với những giá trị mà ngay cả bản thân chính các bạn còn chưa kịp hiểu, còn chưa kịp định hình đã bị bọn lừa đảo Forex trúng thuốc cho đến tận xương tận tủy, và nhà người trả giá chính là bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này. Tôi dẫn chứng cho nhà đầu tư về những kỹ năng và những giá trị thực tiễn, và chia sẻ cho nhà đầu tư về những góc khuất và những vấn nạn trên thị trường để nhà đầu tư nhìn nhận và cũng thấy rõ được khi mà tôi vận dụng, áp dụng vào trong thực tế. Đó, các bạn có thể thấy rõ từ tài khoản nhỏ cho đến tài khoản lớn tôi đều dẫn chứng vào trong thị trường để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư cũng thấy rõ đây là những giá trị mà tôi đang truyền tải cho cộng đồng, để mọi người cùng nhìn vào trong thực tế, cùng đưa ra những giá trị ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Sao lại ở đây? Ok vậy.